Hello, chào tất cả chị em mình nha. Chúc chị em mình ngày mới an lành. Lại là em đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái chống nắng của công ty Bình Đổ cho chị em mình. Như da của chị em mình đó, buổi sáng ban ngày thế này mình nên sử dụng một lớp kem chống nắng để bảo vệ da. Chị em mình cho dù là trong nhà hay là ngoài đường gì đó, mình cũng nên bảo vệ da ha. Kem chống nắng này có chỉ số chống nắng lên tới 50 độ luôn. Thời tiết nắng như vậy mà mình không xịt kem chống nắng đó, thì da của mình nó rất dễ bị đen sạm luôn á chị em mình. Mình đó sáng đó, mình thoa một lớp kem dưỡng, sau đó mình thoa một lớp kem chống nắng lên ha chị em mình. Cái khoảng 4 tiếng sau đó là mình rửa mặt lại cho chị em mình ha. 4 tiếng mình rửa mặt lại, sau đó mình thoa một lớp kem chống nắng lên nữa ha chị em mình. Tiếp chống nắng như thế này là 199.000 70g ha chị em mình. Cái chất kem chống nắng rất là mềm mịn luôn á chị em mình. Khi mà mình thoa lên da của mình á, nó thấm vào da, nó không có thấy, không có thể thấy cái dòng kem bên ngoài đâu. Cho nên đó chị em mình xài cứ yên tâm xài ha. Cái mình thoa một lớp mỏng nhẹ lên da của mình thôi. Sáng mình thoa một lớp kem dưỡng, sau đó mình thoa một lớp kem chống nắng lên cho chị em mình ơi. Chị em mình mà thắc mắc gì á, cần tư vấn gì á thì mình nhắn qua Zalo giùm em nha. Zalo của em là 0923573008 nha chị em mình. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại. Cái chất chống nắng này nó thơm nhẹ chị em mình. Nó thơm nhẹ mình không thấy dùng kem hay chị em mình ha.